Xin chào tất cả mọi người, lại là em Hoàng Phương của mọi người ở đây rồi. Ở video trước, Phương đã chia sẻ về hệ thống tiện ích tại dự án Allison. Và ở video này, Phương tiếp tục chia sẻ về thông tin mặt bằng chi tiết giá bán từng căn tại lốc A của dự án Allison. Và sau đây Phương mời mọi người xem hết video của Phương để mình có thể nắm được hết thông tin chi tiết giá bán của lốc A dự án Allison nhé. Xin mời mọi người. Và đây là mặt bằng tổng thể nhìn từ trên cao của dự án Allison. Thì anh chị có thể thấy dự án Allison của mình với quy mô là 2,8 hecta thì mình sẽ bao gồm là 4 block. Thứ nhất là block A, thứ hai là block B, thứ ba là block C, thứ tư là block D. Thì tổng số căn hộ của mình là 1.398 căn. Và video này Phương sẽ đi vào chi tiết của block A nha quý anh chị. Và đây là góc quay 3D của block A. Block A của mình được thiết kế cao là 20 tầng, trong đó tầng hầm sẽ làm bãi đậu xe, tầng trệt sẽ là bãi đậu xe và shop house, tầng 2 sẽ là tầng căn hộ và khu vực cảnh quan ở ngoài trời, tầng 3 đến tầng 19 là tầng căn hộ được thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ, tầng cao nhất là tầng 20, đây là tầng penthouse. Và block A của mình sẽ có 3 điểm nhấn chính. Điểm nhấn thứ nhất đó là ở tầng 8 và tầng 12, đây là hai khu vực Pocket Sky Garden. Điểm nhấn thứ hai là ở tầng 16, đây là khu vực cảnh quan ngoài trời. Và điểm nhấn thứ ba là điểm nhấn đặc biệt nhất của block A. Thì như quý anh chị có thể thấy ở mặt trước của mình, ở những căn hộ chính giữa có rất là nhiều mảng xanh. Thì đây là căn hộ Lanai và những căn hộ Quartet Land. Thì đối với những căn hộ này thì quý anh chị mua mình sẽ được tặng những cái mảng xanh đến từ đội ngũ kiến trúc sư của tập đoàn Gamuda. Và có thể nói những căn hộ này sẽ dành cho quý anh chị nào yêu thích thiên nhiên, yêu thích có một cái khu vườn nhỏ ngay tại ban công chính căn hộ của mình, thì tôi nghĩ đây là những căn hộ phù hợp đến quý anh chị. Và đây là mặt bằng tầng 1 của dự án Allison. Ở tầng 1 này thì mình sẽ có những phân khu như sau. Thứ nhất là phần màu cam, đây là 8 căn shop house. Kế đến là phần màu xanh dương, đây là khu vực đổ xe trong nhà và ngoài trời. Màu tím, đây là khu vực chung như là sảnh và khu vực thang máy. Còn màu vàng, đây là khu vực cộng đồng, bao gồm như là clubhouse, phòng gym, phòng đa năng. Còn màu xanh lá cây lợp, đây là phòng ban quản lý. Và phần màu hồng, đây là khu vực trường mẫu giáo. Còn màu trắng, đây là khu vực landscape như là hồ bơi, thiết kế cảnh quan, khu vực công viên ở khu ngoài trời. Và đây là mặt bằng tầng 2 của block A. Thì ở tầng 2 chúng ta sẽ chỉ có duy nhất là 13 căn hộ, thiết kế 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ. Chúng ta sẽ không có những căn 3 phòng ngủ ở tầng này. Thì như anh chị có thể thấy cái phần màu xanh lá cây nè, đây là cái phần mà chủ tư chấp nhận bỏ cái phần diện tích hơn 6 căn hộ để làm khu vực cảnh quan. Điều này nó sẽ giúp gia tăng thêm phần tiện ích phục vụ cho quý cư dân của block A. Và đây là mặt bằng tầng 3 của block A. Ở tầng 3 chúng ta sẽ có là 17 căn hộ, thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ. Còn cái khoảng màu trắng này nè, đây là khu vực thông tầng từ tầng cảnh quan tầng 2 mình lên đến tầng 3 luôn. Và đây là mặt bằng của tầng 4, tầng 5, tầng 10 và tầng 11 của block A. Ở 4 tầng này
chúng ta sẽ có thiết kế giống nhau. Và ở mỗi tầng chúng ta sẽ có tổng cộng là 20 căn hộ, trong đó sẽ có 3 căn studio, 3 căn thiết kế 1 phòng ngủ, 11 căn thiết kế 2 phòng ngủ và 3 căn thiết kế 3 phòng ngủ. Và sau đây Phương sẽ đi vào chi tiết giá bán từng căn cụ thể. Đầu tiên đó là loại căn hộ studio. Và vị trí của 3 mũi tên màu đỏ đó chính là vị trí của 3 căn hộ studio, diện tích 34, 36 và 43m2. Đầu tiên, đối với căn studio 34m2, giá bán ở tầng 4 là 2 tỷ 037 triệu, còn giá bán ở tầng 10 là 2 tỷ 196 triệu. Kế đến là căn studio 36m2, giá bán ở tầng 4 sẽ là 2 tỷ 090 triệu, còn ở tầng 10 giá sẽ là 2 tỷ 259 triệu. Cuối cùng, căn studio diện tích 43m2, giá bán ở tầng 4 là 2 tỷ 474 triệu, còn giá bán ở tầng 10 sẽ là 2 tỷ 675 triệu. Thì như quý anh chị có thể thấy, mức độ chênh lệch giá giữa tầng 4 và tầng 10 dao động từ 150 đến 200 triệu mỗi căn. Còn đây là vị trí căn hộ thiết kế một phòng ngủ diện tích 48m2. Thì đối với căn hộ diện tích 48m2, giá bán ở tầng 4 sẽ là 2 tỷ 497 triệu, còn giá bán ở tầng 10 sẽ là 2 tỷ 710 triệu. Và đối với căn hộ 48m2 thì giá ở tầng 4 sẽ rẻ hơn căn hộ ở tầng 10 là khoảng hơn 210 triệu. Và tiếp theo sẽ là vị trí của hai căn hộ thiết kế một phòng ngủ cộng diện tích 52m2. Đối với căn hộ diện tích 52m2, giá bán ở tầng 4 sẽ là 3 tỷ 034 triệu, còn giá bán ở tầng 10 sẽ là 3 tỷ 269 triệu. Thì đối với loại căn hộ diện tích 52m2, giá bán ở tầng 4 sẽ rẻ hơn giá bán ở tầng 10 gần 230 triệu một căn. Và tiếp theo, Phương sẽ đi vào chi tiết giá bán của 11 căn thiết kế 2 phòng ngủ. Đầu tiên đó là căn diện tích 68m2. Và căn này nằm ở vị trí căn góc có view hồ bơi rất đẹp nha quý anh chị. Đối với căn góc diện tích 68m2, giá bán ở tầng 4 sẽ là 3 tỷ 951 triệu, còn giá bán ở tầng 10 sẽ là 4 tỷ 254 triệu. Đối với căn 2 phòng ngủ diện tích 68m2, giá bán ở tầng 4 sẽ rẻ hơn giá bán ở tầng 10 gần 300 triệu một căn. Và tiếp theo sẽ là vị trí căn hộ diện tích 82m2. Đối với căn hộ 82m2, giá bán ở tầng 4 sẽ là 4 tỷ 281 triệu, còn giá bán ở tầng 10 sẽ là 4 tỷ 646 triệu. Nếu như quý anh chị chọn căn 82m2 ở tầng 4 thì giá sẽ rẻ hơn ở tầng 10 là 360 triệu. Kế đến là vị trí căn hộ diện tích 79.55m2. Đối với căn này, giá bán ở tầng 4 sẽ là 4 tỷ 136 triệu, còn giá bán ở tầng 10 là 4 tỷ 489 triệu. Và mức chênh lệch giữa tầng 4 và tầng 10 sẽ rẻ hơn là 360 triệu. Tiếp theo là vị trí căn hộ diện tích 82m2 hướng đông. Căn này giá bán ở tầng 4 sẽ là 4 tỷ 501 triệu, còn giá bán ở tầng 10 sẽ là 4 tỷ 866 triệu. Và giá bán ở tầng 4 rẻ hơn ở tầng 10 là 360 triệu một căn. Tiếp theo sẽ là vị trí căn hộ diện tích 81.47m2. Căn này có vị trí là hướng bắc và có view sông. Giá bán ở tầng 4 sẽ là 4 tỷ 159 triệu và giá bán ở tầng 10 sẽ là 4 tỷ 525 triệu. Mức chênh lệch giá ở tầng 4 sẽ rẻ hơn ở tầng 10 là 360 triệu. Và kế đến là căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 80.58m2. Căn này hướng nam và có view hồ bơi rất đẹp nha quý anh chị.
Giá bán ở tầng 4 sẽ là 4 tỷ 451 triệu, còn giá bán ở tầng 10 sẽ là 4 tỷ 810 triệu. Mức chênh lệch giữa hai căn này sẽ là 360 triệu. Và sau đây là những căn hộ 2 phòng ngủ có thiết kế đặc biệt Boutique Blend. Đầu tiên là vị trí căn hộ diện tích 77.27m2. Và căn này giá ở tầng 4 sẽ là 4 tỷ 181 triệu và giá ở tầng 10 sẽ là 4 tỷ 524 triệu. Mức chênh lệch giữa căn tầng 4 sẽ rẻ hơn tầng 10 là 340 triệu. Tiếp theo là vị trí căn hộ có diện tích 82.72m2. Căn này có 3 điểm nhấn rất là đặc biệt. Điểm nhấn thứ nhất, ở thiết kế chúng ta sẽ có thiết kế ban công thông suốt từ phòng ngủ đến phòng khách. Điểm nhấn thứ hai, đây là căn hộ Budget Blend. Và điểm nhấn thứ ba, khi quý anh chị mua căn này chúng ta sẽ được tặng một chỗ đậu xe ô tô định danh. Và giá bán ở tầng 4 sẽ là 4 tỷ 723 triệu, còn giá bán ở tầng 10 sẽ là 5 tỷ 091 triệu. Mức chênh lệch giữa tầng 4 sẽ rẻ hơn ở tầng 10 khoảng 370 triệu. Kế đến là căn hộ diện tích 82.04m2, căn này cũng là Budget Blend và giá bán ở tầng 4 sẽ là 4 tỷ 368 triệu, còn giá bán ở tầng 10 sẽ là 4 tỷ 735 triệu. Mức chênh lệch giữa tầng 4 sẽ rẻ hơn tầng 10 sẽ là 370 triệu. Tiếp theo là vị trí căn hộ diện tích 88.67m2, căn này có vị trí khá là đặc biệt. Và đối với căn này sẽ có 4 điểm nhấn chính. Điểm nhấn thứ nhất, ở thiết kế chúng ta sẽ có ban công thông suốt từ phòng ngủ đến phòng khách. Điểm nhấn thứ hai, đây là căn hộ Budget Blend. Điểm nhấn thứ ba, khi quý anh chị mua căn hộ này chúng ta sẽ được tặng một chỗ đậu xe ô tô định danh. Và điểm nhấn thứ tư, đây là căn góc và có view trực diện hồ bơi rất đẹp. Và giá bán của căn này ở tầng 4 sẽ là 5 tỷ 394 triệu, còn ở tầng 10 giá sẽ là 5 tỷ 784 triệu. Mức chênh lệch ở tầng 4 sẽ rẻ hơn ở tầng 10 là 400 triệu. Ở mỗi tầng chúng ta sẽ có 2 căn hộ lanai. Và vị trí đầu tiên đó là căn hộ có diện tích 80.12m2. Căn này giá bán ở tầng 4 sẽ là 4 tỷ 368 triệu và giá bán ở tầng 10 sẽ là 4 tỷ 724 triệu. Mức chênh lệch ở tầng 4 sẽ rẻ hơn ở tầng 10 là 360 triệu. Và cuối cùng là 3 căn hộ có diện tích từ 100 đến 108m2, thiết kế 3 phòng ngủ. Và đây là vị trí căn hộ có diện tích 100m2. Căn này giá bán ở tầng 4 sẽ là 5 tỷ 696 triệu và giá bán ở tầng 10 sẽ là 6 tỷ 122 triệu. Mức chênh lệch giữa tầng 4 sẽ rẻ hơn ở tầng 10 sẽ là 430 triệu. Và đối với căn hộ này có một điều đặc biệt, khi quý anh chị mua chúng ta sẽ được tặng một chỗ đậu xe ô tô định danh. Và đây là vị trí căn hộ có diện tích 107m2. Căn này có 2 điểm nhấn đặc biệt. Điểm nhấn thứ nhất, đây là căn hộ Budget Blend. Điểm nhấn thứ hai, khi quý anh chị mua căn hộ này chúng ta sẽ được tặng một chỗ đậu xe ô tô định danh. Và đối với căn hộ này giá bán ở tầng 4 sẽ là 5 tỷ 893 triệu và giá bán ở tầng 10 sẽ là 6 tỷ 341 triệu. Mức chênh lệch ở tầng 4 sẽ rẻ hơn ở tầng 10 là 450 triệu. Và cuối cùng là vị trí căn hộ có diện tích 107.06m2. Căn hộ này có 3 điểm nhấn rất là đặc biệt. Điểm nhấn thứ nhất, đây là căn hộ Budget Blend. Điểm nhấn thứ hai, đây cũng là căn hộ lanai. Và điểm nhấn thứ ba là khi quý anh chị mua căn hộ này chúng ta sẽ được tặng một chỗ đậu xe ô tô định danh. Đối với căn hộ này giá bán ở tầng 4 sẽ là 6 tỷ 255 triệu và giá bán ở tầng 10 sẽ là 6 tỷ 703 triệu. Mức chênh lệch giữa tầng 4 sẽ rẻ hơn ở tầng 10 là 450 triệu. Và vừa rồi quý anh chị đã cùng Phương đi qua hết video để mình có thể nắm được thông tin giá bán chi tiết từng căn tại lốc A của dự án Elysian. Và nếu như quý anh chị cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết cũng như tham quan thực tế dự án, quý anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với Hoàng Phương qua số điện thoại 0932105077. Phương sẽ hỗ trợ tốt nhất đến quý anh chị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở video tiếp theo của Phương. Xin chào.